cảm ơn các bạn rất là nhiều. Điểm đạt công tử Long gì đấy, người hỏi đến lắc tay nhỏ à, cái lắc tay nhỏ này này à. Cái lắc tay nhỏ này mấy chục năm rồi, mấy chục năm rồi, từ trước khi mình bị cái vận hạn vừa rồi. Thế là cái lắc này đến nay ở mình là cứ tính theo thời gian đấy thì là khoảng 22 năm rồi. Nó bằng vàng Ý. Địa chỉ 155 Nghi Tàm nha thằng S ơi. 155 Nghi Tàm ạ. Không phải là các bạn đi giấu mặt đâu, mà mình là cái team làm việc của mình chỉ có 2-3 người. Thế mà bản thân mình thì bị nhiều cái thị phi ngoài xã hội, tốt xấu lẫn lộn đều có. Thế nên là mình cũng không muốn các cái bạn làm việc của mình lên trên live nhiều. Kể các bạn còn có cuộc sống riêng các bạn, các bạn ý. Còn bản thân mình thì mình cứ lên là mình thì không sao cả. Nhưng mà mình không muốn các bạn xuất hiện nhiều trên live, không muốn các bạn bị đảo lộn cuộc sống. Nếu mọi người cứ yêu quý mình là được rồi. Chú gắt chắc là chú xem chú chạy rồi. Vâng. Cô Trang ra rồi. Kìa, thử đọc xem các bạn hỏi gì để trả lời các bạn đi. Uống trà gì thế ạ? À, hiện tại giờ này thì mình đang uống trà Phổ Nhĩ Chanh. Đây mình để đây mình pha như này. Cái nước trà Phổ Nhĩ Chanh nó sẽ tha cái màu. Vâng, anh Duy pha nhé. Chú Hải có dạy võ không ạ? Mua hàng lên thẳng cửa hàng thì sẽ gặp nhau mọi người. Chú dám dạy võ, ai tặng bông hoa lan to thôi. Dĩ Ác ơi, Bùi Chí ạ, cảm ơn Bùi Chí tặng hạt giấy. Dĩ Ác ơi, lên cửa hàng mua hàng thì sẽ gặp chú nha. Bây giờ có nhiều võ đường mà. Các buôn phái võ bây giờ xuất hiện nhiều mà. Anh em bạn bè của chú thì cũng toàn bên võ thuật hết. Nhờ chú không được đâu bạn Trần Bình Phương. Chú biết để võ đây. Mình uống Phổ Nhĩ Chanh là như này đây. Trái chanh để vào trong này. Và khi rót nước vào nó sẽ như này. Đây Phổ Nhĩ Chanh. Đấy, sẽ ra cái màu cổ phách. Đây là trà Phổ Nhĩ Chanh. Yến hôm nay nghỉ nha mọi người ơi.